5 điểm quanh Seoul, giơ máy lên là có ảnh đẹp. Ngoài những điểm sống ảo với hoa anh đào như Đại học Kyung-hi, Fungji Eonbung, bạn có thể thông dong khám phá, chụp hình với những ngôi nhà Hanok đặc trưng trong làng cổ Eunpyeong Hanok. Sau chuyến du lịch ngắn ngày tại Seoul, Phương Thảo, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội, gợi ý những điểm tham quan dễ di chuyển, vừa khám phá thủ đô xứ sở Kim Chi, vừa có những góc chụp hình đẹp. 1. Đại học Kyung-hi. Trường Đại học Kyung-hi nổi bật với phong cách Gothic, được mệnh danh là một trong những trường đại học đẹp nhất tại Seoul. Hàng năm vào mùa hoa anh đào, khuôn viên trường Đại học Kyung-hi sẽ tràn ngập màu hồng của những cánh hoa. Khu vực trước thư viện hoặc những con đường trong khuôn viên trường đều là những nơi sống ảo được cả người dân bản địa lẫn du khách yêu thích. 2. Jeonbun. Cảnh Phúc Cung hay còn gọi là Jeonbun là cung điện nổi tiếng nhất thủ đô Hàn Quốc. Công trình có tuổi đời hơn 600 năm, có nhiều hạng mục kiến trúc như cổng chào, hậu cung được chạm trổ tinh xảo từng chi tiết, cùng với khu vườn thượng viễn tuyệt đẹp. Để tham quan Jeonbun, bạn phải trả phí vào cửa là 3.000 won, gần 60.000 đồng, mở cửa từ 9 giờ đến 18 giờ, từ tháng 3 đến tháng 10, và đến 17 giờ, từ tháng 11 đến tháng 2. Phí thuê váy khoảng 30.000 won, tùy mẫu. 3. Làng cổ Eunpyeong Hanok. Eunpyeong Hanok là ngôi làng nằm cạnh dãy núi Bukhansan, chỉ cách trung tâm Seoul khoảng 50 phút di chuyển bằng xe bus. Khung cảnh nên thơ lại không quá xô bồ, đông đúc ở Eunpyeong Hanok là điểm đến lý tưởng cho những du khách ưa thích sự thanh bình, yên tĩnh và thích tìm hiểu về thời đại Joseon thịnh vượng. Bạn có thể thông dong đi bộ, chụp hình dọc theo những con đường mòn từ trong làng lên núi, hoặc ghé thăm ngôi đền, bảo tàng lịch sử. Đến làng Eunpyeong Hanok, du khách mê sống ảo hiếm khi bỏ qua trải nghiệm thưởng thức set bánh ngọt. Trà chiều tại quán Một Yên Một Giang. Quán cà phê này nổi tiếng nhờ view nhìn bao quát toàn cảnh ngôi làng Eunpyeong Hanok. Không gian bên trong quán thiết kế đậm chất Hàn Quốc, ngồi đâu cũng có thể chụp được ảnh đẹp. 4. Jeonman. Phương Thảo cho biết con phố Jeonman thu hút cô bởi những hàng quán với thiết kế rất dễ thương, sáng tạo. Đây cũng là con phố có khá nhiều các cửa tiệm bán đồ handmade, đồ statiner, thích hợp để mua sắm những món đồ nhỏ lưu niệm. 5. Insadong. Khu phố Insadong cách trung tâm Seoul khoảng 5 km về phía Tây Nam, là nơi tập trung nhiều quán cà phê, nhà hàng. Mỗi quán lại có một concept, một style deck có khác nhau nên du khách sẽ có nhiều lựa chọn bối cảnh, sống ảo. Ngoài ra, đây cũng là con phố thích hợp cho những ai mê khám phá nghệ thuật khi hội tụ rất nhiều các phòng bày, triển lãm của các nghệ nhân từ tranh cho đến tượng, thủ công mỹ nghệ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.